Review. Đô mộ Tokyo Des, xin kính chào quý vị và các bạn. Thì ngày hôm nay mình cùng các bạn chúng ta hôm nay cho các bạn xem một trong những cái khách sạn, một trong những cái phòng của cái khách sạn Tokyo này. Hôm nay mình đang ở Tokyo và gửi đến các bạn một cái hình ảnh cũng như là chúng ta review xem là cái khách sạn ở Tokyo nó có cái gì nhé. Đây là một trong những khách sạn mà ngày hôm nay mình đến, nó thuộc ở khu vực trung tâm của Tokyo. Nếu như bạn nào đến Nhật Bản du lịch hoặc là tham quan du lịch thì chúng ta có thể nhìn được nhé. Ok, hôm nay cho các bạn chúng ta xem một cái phòng ở trong khách sạn ở khu vực Tokyo nhé, để xem là nó có cái gì và thuận lợi cũng như là tiện nghi như thế nào nhé. Ok. Đây các bạn nhìn nè, chúng ta xem tham quan nhé. Sau khi bước vào trong cái cửa này các bạn này, đây, từ cửa này các bạn nhé, chúng ta bước vào trong này. Đấy, là nó có cái bên phải là cái khu rửa tay này, có nước rửa tay này các bạn này, đây, có nước rửa tay này, có cốc để đánh răng này. Phòng này là phòng đôi, có hai người. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, cái đánh răng để riêng luôn. Đấy, chúng ta để riêng như này cho các bạn nhìn thấy luôn, để riêng rõ ràng. Đằng sau đấy thì là khu này là khu móc này, móc áo rồi xịt phòng này. Dưới này có cái khu để dép và khăn đấy, khăn tắm, khăn mặt cũng như khăn tắm các bạn nhé. Khu này có bàn chải để chải giày này, rồi kẹp giày này. Khu này là khu mà cái để chải giày, chải chân các bạn. Đây nhà tắm các bạn này, nhà tắm này cũng rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Và cái lọ sữa tắm, dầu gội đầu, dầu xả, vòi hoa sen này, trên này vòi hoa sen. Và thì trên cũng là nhìn rất là xịn xò các bạn nhé, xịn xò luôn. Thiết kế rất là nhỏ gọn nhưng mà vẫn còn những cái không gian để chúng ta thử sử dụng Ofuro. Cái Ofuro tức là cái những bồn tắm các bạn, bồn tắm vòi hoa sen đấy các bạn, rất đẹp. Ok, chúng ta ra ngoài nhé. Thế thì ra bên ngoài này thì ở dưới này có lược, khu này có cái máy sấy tóc này, có cái thùng rác để dưới đấy, chỗ khu này nó có cái ngăn đấy các bạn nhìn nhá, khu rửa tay nhé. Trong bên tay trái thì mình tính từ cửa vào thì nó có cái nhà vệ sinh đấy, có nhà vệ sinh còn chưa, có nhà vệ sinh đây nhá, nhà vệ sinh luôn, còn theo đấy, xả nước này, chúng ta bấm nút xả nước, bấm nút nhá, không cần phải cạc chứ, bấm nút đây. Các bạn thấy không, rất là xịn sò. Đóng cửa này, đóng cửa vào. Đấy, ra bên ngoài thì đây các bạn này, phòng đây, phòng bên ngoài đây các bạn. Chưa có cái tivi rất to, tivi để xem đá bóng, xem phim thì chuẩn luôn. Có cái bàn salon ngồi này, đấy mà có tủ lạnh này, có cả két sắt luôn các bạn nhé, có két sắt nhé. Khu ngăn kéo này để các loại giấy tờ, ví dụ như là gương nhỏ cho khách có thể ở trên cái điện thoại. Rồi gì là cái giấy memo cho khách, khách viết từ giấy nhỏ trên bàn đấy. Đến đây xem có tủ có gì nào. Đây có cốc này, có chè. Đây các bạn này, cốc này, hai loại cốc thủy tinh với cốc sứ. Thế đây chè này, rồi trà này, rồi cà phê các bạn nhá. Nhiều thứ loại phết. Đấy. Chè rồi cà phê các kiểu. Đây dưới này còn cái ấm nước à. Dưới này có cái ấm nước. Ấm nước cho khách có thể đun nước để cà phê, cà pháo, uống trà. Kể cả đêm đói pha mì tôm chẳng hạn thế. Thế đây thì có cái tủ lạnh. Đấy, tủ lạnh để khách để rượu, để đồ hoa quả, nước để làm lạnh cho mát. Đây có cái két sắt. Yeah, khách sạn đảm bảo khách sạn cho khách là không mất đồ trang trang sức các thứ. Ở đây có cái gương to này, gương này để soi này. Ok, chúng ta nhìn cái giường nhá. Các bạn nhìn giường này. Đấy. Giường đôi, phòng này phòng đôi các bạn ạ, phòng này phòng đôi. Đẹp không? Rất đẹp các bạn ạ. Giường. Phòng đôi thì có hai cái gối, một cái gối ôm, một cái gối để gối đầu, có cái một cái áo đi cho mặc trong nhà. Đây, giường này cũng không được phẳng lắm nhưng mà cũng được, nói chung là cũng được đẹp. Phòng này giường đôi này là đẹp rồi, ấm cúng vừa vừa đẹp.
có cả tường dán giấy luôn các bạn nhé, tường dán giấy, cái loại giấy của cổ truyền Nhật ấy, rất hay đấy, phòng khách sạn Nhật đấy các bạn. Thế nó thế thôi, không biết ở Việt Nam mình như nào, chắc ở Việt Nam mình rộng hơn nhỉ. Đấy, tivi đây, các loại em bạn các bạn có thể xem đủ các loại luôn, từ BBC, từ NHK, HK, rồi tất cả ngôn ngữ, có hai ngôn ngữ chính tiếng Anh và tiếng Nhật. Đó, đây là các bạn này, phòng khách sạn đấy các bạn. Đó các bạn, ok, thế thôi nhỉ. À, đại khái là cái phòng của khách sạn ở khu vực Tokyo trung tâm nó như vậy, nhưng mà mỗi một khách sạn nó khác nhau. Đây, khách sạn này mình đang ở đây thì cho các bạn xem hình dung cũng như là review cho các bạn nhìn thấy khách sạn Tokyo nó có những cái gì, nó có hiện đại không, nó có sang trọng đẹp đẽ không, nó có rộng rãi như Việt Nam mình không. Đấy, như đấy, nó như thế đấy các bạn. Ok nhá, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Ok, quên đăng ký kênh cho mình nhé các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào ngày khác hoặc là video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.